liên quan đến vụ việc hai phạm nhân bỏ trốn khỏi phần trại số 2, trại giam Xuân Hà, đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Sau hơn 3 ngày bỏ trốn, thì những phạm nhân này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Theo lời khai của hai phạm nhân, do hai phạm nhân nhớ nhà nên đã rủ nhau trốn khỏi trại. Trước lúc bị bắt đã dùng hết lương thực quá đói bụng nên xuống khu dân cư và kiếm đồ ăn. Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 12, hai phạm nhân lao động tại xưởng Bóc Long Nhãn thuộc đội 28 cùng hàng trăm phạm nhân khác. Khu vực này có rào dây thép gai cao vài mét. Trong lúc chuyển hàng đi tập kết, cả hai tách nhóm để đi bộ xung quanh khu vực xưởng, thỉnh thoảng cúi xuống đất vờ đang nhặt cỏ, nhưng thực chất là lấy mì tôm và lương khô giấu trong người. Tiếp đó lách qua hàng rào thép gai, đào tàu khỏi phân trại số 2 cả hai chạy lên núi thuộc khu vực rừng núi giáp danh giữa hai xã Cẩm Minh và Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Do trời mưa rét, trên đường đi họ lấy một bộ quần áo mưa cùng một số các tấm ni lông bên tường rào nhà của người dân để mặc. Cho đến 16 giờ ngày 8 tháng 12, trinh sát phát hiện có một số các dấu chân hằn trên bãi cỏ cùng với sợi mì tôm rớt lại giữa rừng ở xã Cẩm Minh và Cẩm Lạc. Khu vực này cách phân trải số 2 khoảng từ 3 đến 5 km. Trước sự bao vây của lực lượng chức năng, hai phạm nhân vứt tất và áo mưa giữa đường rồi bỏ chạy, trôi vào cống nước cách đó 5 mét nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Thưa quý vị, hai phạm nhân là Phan Công Thành, sinh năm 1987 và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984. Theo hồ sơ, Thành đang chấp hành án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do năm 2019, lừa 8 người góp tiền mua đất và chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng. Hoàng đang thi hành bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và thời điểm bỏ trốn, thành thủ án được 2 năm 7 tháng, còn Hoàng thụ án được 7 năm 6 tháng.